những sai lầm chết người của một số người khi mắc phải bệnh mỡ máu không khắc phục sớm. Mỡ máu hay còn gọi là rối loạn lipid máu có thể là dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe nếu chúng ta không phát hiện sớm và khắc phục. Dưới đây là một số sai lầm chết người mà nhiều người mỡ máu mắc phải. Thứ nhất là chủ quan về các triệu chứng như là đau ngực, mệt mỏi. Thì khi mà có những cái triệu chứng này xuất hiện thì chúng ta thường nghĩ là triệu chứng này là triệu chứng mệt mỏi thông thường, nên rất là dễ dàng bỏ qua. Thứ hai là không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Một số người thì không có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hay là làm các xét nghiệm về lipid máu, dẫn đến là khi phát hiện ra thì bệnh đã ở cái mức độ nặng và xảy ra những cái biến chứng như là tim mạch hay là đột quỵ. Thứ ba là chế độ ăn uống không lành mạnh. Chúng ta tiếp tục duy trì thói quen ăn nhiều chất béo bão hòa như là đồ ăn nhanh và ít ăn rau củ quả, trái cây hay rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Điều này thì dẫn đến là tăng mức cholesterol xấu trong máu. Thứ tư là thiếu vận động. Một cái điều rất là đáng nói ngày nay, chúng ta đã ngồi nhiều và ít vận động, ít tập thể dục, ít tập thể thao. Điều này dẫn đến là không tiêu hao cái mỡ thừa trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh mỡ máu càng ngày càng cao. Và thứ năm là không tuân thủ điều trị. Nếu như được bác sĩ chỉ định cho mình điều trị thì rất là nhiều người là có thói quen là không tuân thủ điều trị khi mà thấy các triệu chứng của mình thuyên giảm hoặc là tự ý dừng thuốc. Và điều này có thể dẫn đến là bệnh tái phát lại và ngày càng tiến triển. Và thứ sáu là tâm lý bi quan. Nhiều người khi mà được bác sĩ kết luận là mình bệnh mỡ máu, tâm lý chán nản và suy sụp và không tìm cách khắc phục cái vấn đề sức khỏe của cho bản thân mình, dẫn đến quyết định sai lầm trong điều trị. Vì vậy, nâng cao nhận thức về bệnh mỡ máu và tuân thủ chỉ định của bác sĩ hay là người có chuyên môn là một điều rất là quan trọng. Nếu như bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến và áp dụng. Tôi là Lương Y Lý Mùi Phin. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.